Đấy thì hồ ok rồi này, lọc ok rồi này. Hello, xin chào các bạn. Như đã hứa thì ngày hôm nay mình sẽ làm một cái clip để chia sẻ cho các bạn về cái quá trình làm cái hồ 1,5 mét của mình. Thì tổng cộng cái clip này về cái vấn đề mà làm hồ thì mình có rất là nhiều clip. Thì đây là clip thứ 3. Thì trước đó thì có hai cái clip, một clip là giới thiệu về cái quá trình thiết kế bản vẽ. Clip thứ hai nữa là clip mà mình đến tại cái cửa hàng thịt cá đây ấy, để mình thảo luận với cái anh thợ để lên cái phương án thi công cũng như là công tác chuẩn bị cho thi công. Thì đây là clip thứ ba. Thì clip này là clip bắt đầu thực hiện cái quá trình mà thi công. Thì ngày hôm nay thì bắt đầu mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái khoảnh khắc mà thi công cái hồ đấy ra làm sao. Thì tất cả những hai cái clip đầu ấy và những cái clip sau này mà liên quan đến cái quá trình mà thi công cái hồ cá 1,5 mét này ấy, thì mình sẽ để ở dưới phần ghi chú của cái clip ngày hôm nay, thì để mà cho các bạn xem đầy đủ được ấy, thì dễ hiểu hơn thì các bạn hãy xem toàn bộ những clip mà liên quan mình để ở phía dưới phần ghi chú các bạn nhé. Thưa các bạn, như đã giới thiệu trong những cái clip trước ấy, thì mình đã nói là cái nguyên nhân mà tại sao mà mình đến đây làm cái hồ. Thì như cái hồ 2,2 mét của mình ấy, thì mình tự làm ở nhà, nhưng mà cái không gian bây giờ nhà mình ấy, nó rất là chật và nó không thể nào mà thực hiện được cái hồ 1,5 mét ở nhà, nên là mình đã quyết định ra đến cái tiệm cá này và đưa cái bản vẽ của mình cũng như là cái ý tưởng của mình để kết hợp cùng với anh thợ để hoàn thành lên một cái hồ 1,5 mét. Và sau đây thì bước đầu tiên đó là bước làm cái chân hồ, thì xin mời các bạn hãy xem cái quá trình làm cái chân hồ ra làm sao. Thưa các bạn, cái chân của mình ấy thì mình sẽ làm bằng cây 4 vuông. Với hồ 1,5 mét thì mình thấy là cái cây 4 vuông này của mình là khá là ok rồi. Đấy, thép cũng rất là dày luôn. Cái này được ly mấy? Cái này là 1,4 ly các bạn. Thép 4 vuông, dày 1,4 ly. Sắt trắng kem. Cái này thì sẽ được sơn đen. Đấy, thì bây giờ sẽ là cái quá trình mà anh thợ anh sẽ cắt cái khung sắt ra và gia công để thành một cái bộ chân nhé. Đấy là cái quá trình mà định vị cái khung bên trên ấy, thì dùng cùm để định vị xong sẽ dùng những cái mối chấm hàn để định vị lại cho nó cứng, và chúng ta đã được một cái khung. Thì trước khi hàn ấy thì chúng ta định vị cho nó cứng xong, nó thành hình rồi bắt đầu mới tiến hành hàn chính thức các bạn. Đấy là đây là cái khung ngang 60, dài 1,5 mét đã lên hình các bạn ơi. Thank you.
Đây là cái chân mà hôm bữa đã hoàn thiện xong, nhưng mà ngày hôm nay thì mình sẽ hoàn thiện lại cái chân này để cho nó tút tát thật đẹp lên, rồi sáng mai mình sẽ dán cái đệm cao su lên đây và bắt đầu mình mới đưa hệ thống kính lên. Ok thưa các bạn, bây giờ cái sơn này nó đã khô rồi, mình định là ngày mai mình mới dán cái này lên, nhưng mà cái sơn này nó đã khô rồi nên là bây giờ mình sẽ tiến hành mình dán luôn. Đây thì thưa các bạn này, cái miếng cao su này của mình dày khoảng 1 phân, rất là cứng luôn, cực kỳ là cứng đó. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành thì chiều dài cái hộp của mình là 1,5 m, thì mình mua 3 thanh này, một thanh này là tầm khoảng 2 m đấy các bạn, 2 m thì bây giờ mình đã tính ra rồi là đủ với số lượng ở trên này. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành dán keo hai mặt lên đây, sau đó dán cái thanh này lên toàn bộ cái khung chân này của nó, và đủ cái độ êm thì bắt đầu tí nữa mình đặt kính lên để mình thi công tiếp cái phần trên. Và bây giờ mình sẽ dán cái đế này cho các bạn xem nhé. Tổng cộng là 3 thanh này mình mua hết khoảng 50 ngàn, 50 ngàn là 3 thanh này, cực kỳ dày luôn và rất là cứng luôn, cao su. Thank you.
các bạn sau một hồi vật lộn thì mình đã dán xong được cái đế. Đấy thì toàn bộ keo mình đi ở dưới và cái khung này mình đi ở trên. Cái này 1 phân các bạn, rất là dày. Đấy. Một khung rất là tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ tiến hành đặt cái tấm kính lên đây và bắt đầu thi công tiếp cái phần trên này. Còn cái hệ chân đáy thì như thế này là khá là ok rồi các bạn. Rất là êm. Đấy, cực kỳ êm luôn các bạn nhé. Xem độ phẳng này. Khá êm đấy. Xốp này 1 phân nhé các bạn. Còn cái loại mỏng hơn nữa nhưng mà mình không thích cái mỏng, nên là mình dán cái 1 phân này cho nó dày. Bao ngày em đợi em mong, ngày hôm nay đã có kính rồi các bạn ạ. Đây là kính cường lực của mình đã về. Quay clip ở đây thì hơi ổn đấy các bạn. Thì tổng cộng là mình có 1 tấm đáy và 2 tấm thành dài và 2 tấm thành đầu. Thì đây là 2 tấm thành đầu các bạn này. Đó. Còn đây là 1 tấm đáy và 1 tấm thành. Thì 1 tấm thành thì ngày hôm nay anh xe gác anh khênh bị bẻ luôn rồi. Thật là đáng tiếc, thì có quá trình bẻ như vậy là cản trở cái tiến độ của mình rất là lớn luôn. Đấy, và cái thứ hai đó là cái tấm đáy này nó bị sai ly. Đấy, cái thì tấm đáy này là mình 12 ly nhưng mà ở đây chỉ có 10 ly thôi. Nên là lại phải bị hoãn cái thời gian tiến độ rất là nhiều luôn. Đây là 2 tấm này là 2 tấm đầu này. Thì toàn bộ là tấm cường lực, kính cường lực 10 ly hết. Chỉ có tấm đáy là 12 ly cường lực thôi. Thì các bạn để ý là kính cường lực ấy thì nó có một cái đây là cái dấu công ty này. Đó, kính cường lực thì nó sẽ có dấu của công ty như thế này. Đó, các bạn thấy không? Thì bây giờ mình gặp trục trặc đấy, thì về vấn đề 2 tấm kính kia thì mình sẽ phải đợi tiếp phải vài ngày nữa. Và cuối tuần này thì đợi mấy cái tấm kính ấy về thì mình bắt đầu mới tiến hành thi công được. Thưa các bạn, kính của mình đã về. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ bắt đầu tiến hành thực hiện cái công tác lắp đặt kính. Thì thân giới thiệu các bạn là cái tấm kính đáy của mình ấy, thì dự kiến của mình đấy là cái tấm 12 ly đấy, nhưng mà thằng em nó cắt nhầm thành 10 ly nên là thay đổi phương án thi công. Thì là dùng cái phương án là một cái tấm đáy dưới là 10 ly và một tấm trên là 10 ly, tức là có 2 tấm chồng lên nhau. Thì 2 tấm chồng lên nhau như thế nào thì chút nữa mình sẽ quay chi tiết cho các bạn xem. Nhưng mà đại khái là trong thiết kế của mình ấy là 1 tấm đáy 12 ly thôi, cường lực. Nhưng mà bây giờ ấy, để tận dụng lại cái tấm mà bị cắt nhầm thành 12 thành 10 ấy, thì tấm đó để xuống dưới. Và cái tấm này là cái tấm bên trên để dán tranh. Thì ban đầu dự kiến của mình ấy là bả keo đen ở dưới đáy. Nhưng mà bây giờ dùng 2 tấm ấy, thì mình quyết định là thử dán tranh thử xem nó như thế nào. Thì là 2 tấm này sẽ chồng lên nhau và bức tranh nó sẽ ở dưới. Và chút nữa thì thực hiện chi tiết để cho các bạn xem cái trình tự như thế nào. Thì đây là cái tấm ở trên này. Còn cái tấm ở dưới thì tí nữa ấy sau. Thì bây giờ cái công tác là bây giờ sẽ lau chùi vệ sinh của tấm này, xong bắt đầu mình dán một bức tranh lên đây. Dán bức tranh lên đây xong bắt đầu mới úp để cái tấm ở phía dưới ở xuống dưới, xong bắt đầu úp tấm này ngược lên. Đấy, thì tấm này là cái tấm ở trên trong lòng hồ nghe các bạn. Ok, thì chút nữa cho các bạn xem cái khoảnh khắc đó. Thưa các bạn, trước kia thì tấm đáy của mình ấy, trong cái thiết kế là 12 ly thì cái liên kết giữa tấm thành với tấm đáy thì như thế này các bạn ạ. Ví dụ đây là cái tấm đáy là 12 ly này, đó. Thì tấm thành mình sẽ đè lên tấm đáy như thế này. Giả sử đây là tấm thành thì tấm thành đè lên tấm đáy như thế này. Đó. Thì cái tấm này là 10 ly, tấm này là 12 ly thì cái diện tích mà tiếp xúc giữa tấm thành với tấm đáy ấy, nó chỉ có 10 ly keo thôi. Đấy, tấm này là 10 ly mà đúng không các bạn? Là tiếp xúc 10 ly keo. Thì lúc đó là cái chân nó rất là yếu. Do đó là mình phải gia cường thêm một cái thanh như thế này. Thanh như thế này thì cái tầm này là 4 phân này. Chiều dài này là 8 ly đó. Thì lúc này nó sẽ thành là mình sẽ ốp một tấm vào đây. Đó, mình sẽ ốp một tấm như thế này. Thì tổng cộng thằng này 8 ly, thằng này 10 ly thì nó là thành là 18 ly. 18 ly đấy thì cái diện tích tiếp xúc keo là sẽ là giữa tấm thành và tấm đáy nó là 18 ly. Đấy, nhưng mà bây giờ cái phương án thay đổi bởi vì cái tấm cường lực 12 ly không có, và bây giờ mình thay đổi thì bây giờ 2 tấm đáy ghép lên nhau thì 2 tấm là 10 ly. Ví dụ như là đây là 1 tấm đáy 10 ly này. Đấy, thì đây là một cái tấm đáy 10 ly nữa. Mình giả sử đi, đây là tấm đáy 10 ly. Đây là 1 tấm đáy 10 ly này và đây 1 tấm đáy 10 ly, là 2 tấm này chồng lên nhau. Thì các bạn hình dung này, 2 tấm chồng lên nhau ấy thì nó còn một cái khoảng hở đây. Thì từ đấy đây là 1 phân này. Từ đây là 1 phân
thì chỗ này là 1 phân vuông, thì lúc đó mình sẽ đặt cái tấm thành này lên trên này đó, lên đây, thì lúc đó là cái liên kết giữa tấm thành và tấm đáy là nó có 2 cái liên kết, một là liên kết keo ở đây giữa tấm thành này với tấm đáy này, và cái đường keo thứ hai là đường keo từ đây xuống đây giữa tấm thành với tấm đáy này đó. Thì lúc này ấy, là cái tấm thành này nó được giữ bởi 2 vị trí, là một vị trí này với vị trí này đấy, thì nó cũng là một cái ngàm rất là tốt, nhưng mà nó không có cái nó nếu như mà được cái kiềng kẹp như thế này ấy, thì nó tăng cái độ cứng của cái thanh này hơn, bởi vì cái thanh này là cái tấm vách của mình nó dài ấy. Nên là mình hy vọng là cái trường hợp như thế này thì cũng khá là ok. Thì ban đầu thì bây giờ thực tế cái hồ của mình sẽ làm theo kiểu như thế này các bạn này, đó đấy như thế này, và tấm tranh thì sẽ được dán lên đây, và giữa 2 cái tấm này thì tấm tranh nằm đây, và chút nữa thì như thế nào thì thực tế như thế nào thì mình sẽ quay lại cho các bạn xem. Bởi công tác vệ sinh này rất là quan trọng, vệ sinh sạch sẽ thì cái tí nữa dán cái đề can lên thì nó mới ăn, nó mới chắc, nó mới bền. Trước khi mà dán cái tấm đề can lên ấy thì các bạn chú ý là xịt cái nước lau kiếng khắp lên cái mặt kiếng đấy, để tí nó rất là trơn, thì khi mà mình đặt cái tấm đề can lên đây mình di chuyển cho nó rất là dễ và đúng vị trí, xong bắt đầu mình dùng cái thanh thước ấy mình gạt cái nước bọt ra, bởi vì ở dưới này nó đã xịt nước lau kiếng rồi ấy, nên là mình cứ để thoải mái chút nữa mình có thể là di chuyển thoải mái được luôn, nó rất là trơn các bạn, nó không bị dính đó, rất là trơn luôn. Và bây giờ thì nhờ cái nước lau kiếng ở dưới này và cái tấm này ấy, nó rất là trơn nên là mình chỉnh nó thoải mái được luôn, không sợ là nó ăn quá chặt vào trong tấm kính. Ok thưa các bạn, thì vừa rồi đã hoàn thành xong cái khâu mà dán tranh để can lên cái tấm đáy. Thì các bạn chú ý là khi mà đã các bạn để ý ở trong cái đoạn vừa rồi ấy, thì anh cái thợ anh làm rất là khéo tay đấy, thì anh ấy đầu tiên này sẽ vuốt theo hình dấu cộng như thế này ở giữa để cho nó đều sang hai bên, xong bắt đầu vuốt xeo xuôi về một chiều đấy, thì sau khi mà vuốt xong ấy, thì vuốt bằng thanh mềm cao su này, sau đó vuốt bằng thanh cứng bằng gỗ này, nhưng mà với điều kiện là thanh cứng bằng gỗ phải thật phẳng các bạn. Sau đó khi mà dán tranh xong thì bắt đầu các bạn chú ý này, đây là được cắt cái miếng tranh này này được cắt vào so với cái miếng kính này khoảng 1 phân. 1 phân này để làm gì? Để mai mốt bắn cái đường keo lên trên này, thì cái chỗ mà vị trí mà không có cái tranh này này thì cái keo mà nó nằm ở vị trí của cái tấm kính này đấy, thì nó sẽ ăn với cái tấm kính ở phía dưới để cho 2 cái tấm kính nó ăn với nhau, thì một cái lớp silicone đó nó bám chặt như vậy, thì để tránh cho cái tình trạng mà nước ở trong hồ nó sẽ rò rỉ để nó vào cái bức tranh này và nó bị ố bức tranh đó.
Thì mục đích của cái việc mà cắt cái bức tranh này sâu vào so với cạnh này một phân là cái tác dụng để cho cái bức tranh nó không bị ố, nó không bị thấm nước sau này. Đấy, thì nhưng mà cái quan trọng vẫn là cái đường keo mà anh thợ anh đi như thế nào. Mặc dù là cắt như thế này nhưng mà cái quan trọng nhất là cái đường keo đó. Đường keo đó có thành công hay không là nhờ cái đường keo này các bạn ạ. Nó chỉ cần sơ hở một chút thôi là nó có nước nó có thể thấm vào đây. Thì cái việc mà quan trọng nhất là cái đường keo đi ở cái vị trí này. Đó, thì đây các bạn thấy xung quanh này. Xung quanh đều được là hụt vào một phân hết. Đó. Còn cái vị trí này ấy, tại sao lại không dán lên đây là bởi vì cái ngăn lọc của mình từ đây vào đến đây là khoảng 30 phân. Đấy, thì 30 phân thì mình muốn là cái chỗ đoạn này trong ấy để mai mốt là mình quan sát được, ví dụ như là ở bên trong cái hộp lọc của mình nó có vấn đề gì mình quan sát được, mình xử lý nó dễ hơn. Nhưng mà cái thực ra 30 phân thì nó tầm từ đây đến đây, nhưng mà nó cái tranh nó dán vào đến đây để cho ở ngoài nhìn vào ấy thì nó không bị lộ. Đấy, chỉ cần ở phía đáy thì mình chỉ cần nhìn ở khúc này thôi. Ok, thì bức tranh đã hoàn thành xong, và đợi nó khô một chút mình lật lên cho các bạn xem nó như thế nào nhé. Và đây thưa các bạn, khi mà lật lên rồi thì cái bức tranh đáy của mình nó như thế này đây. Và sọc đen, caro đen trắng. Đó, thì các bạn chú ý xem, nhìn cái mặt nó rất là ok, rất là đẹp. Thì khi mà lật lên như thế này ấy, các bạn lau ở trên mặt này để kiểm tra xem là cái mặt, cái bức tranh nó có bị lấm tấm hay không, bị bọt khí hay không. Đấy, thì khi không bị bọt khí rồi thì ok. Nhưng mà khi các bạn để lau đi, lau sơ như này để các bạn kiểm tra cái bọt khí ấy, thì các bạn chú ý đừng có lau mạnh. Bởi vì ấy, lúc này ấy là giữa bức tấm kính và bức tranh nó vẫn còn ẩm ướt, nên là khi mà mình lau mạnh ấy là cái tấm kính này nó sẽ di chuyển, trong khi đó ấy, là cái bức tranh của mình nó đã cố định ở dưới những cái thanh này. Nếu như mà bức tranh này nó mà di chuyển với tấm kính thì đảm bảo là cái bức tranh nó sẽ bị xê dịch, nên là nó sẽ bị hư bức tranh và rất là xấu và phải làm lại. Thì các bạn thì nhìn xem rất là ok, cái mặt rất là đẹp đều luôn. Và chút nữa thì nó khô một chút nữa thì bắt đầu lật lại và bắn keo các bạn nhé. Biết sao, đây là chính là cái tấm đáy dưới cùng này. Đấy, tấm đáy dưới cùng là bằng chịn luôn. Sau khi tấm này đặt lên đấy, thì tí nữa mình sẽ đặt cái tấm này lên. Đấy, tấm này lên trên đấy, tức là hai tấm đáy chồng lên nhau. Và đây thưa các bạn, cái tấm hai tấm kính của mình đã được đặt lên này. Thì đây là tấm kính dưới này đấy, đây là tấm kính trên. Thì miếng để can đen đáy ấy, thì được dán lên tấm trên này. Thì các bạn nhìn này, ở đây nó có một phân này, khoảng một phân. Đấy, cái cạnh này cũng một phân này. Đó. Thì khi mà mình đặt cái tấm kính vách lên đây thì nó có hai đường keo, một là đường keo đáy này, hai là đường keo thành. Đó. Thì nó có hai đường keo này, nó sẽ giữ cái tấm vách của mình. Đó. Thì đây là cái sáng kiến mới và cái sự gọi là cái phát sinh ra nhé các bạn. Phát sinh để tức là cái biện pháp thi công nó bị phát sinh. Thế thực ra thì ban đầu mình không có thiết kế như thế này. Mình chỉ thấy là thiết kế là cái tấm này 12 ly thôi, và không có cái tấm này, và tấm thành nó đặt lên đây thôi. Đó, nhưng mà bây giờ cái tấm này 12 ly không có, nên là bắt buộc là phải bù thêm một cái tấm 10 ly lên đây để cho nó dày lên. Đấy, nó dày lên thì bây giờ mình chuyển sang là cái dán tranh là như thế này đây. Đấy, xung quanh nhìn các bạn nhìn này, xung quanh này. Xung quanh đều là một phân hết nhá, đều hở một phân hết. Đây, một phân hết. Mình cho các bạn xem toàn bộ chất viền xung quanh này. Là toàn bộ hở một phân hết, để đẩy cái vị trí này là đẩy cái tấm vách vào đây đây. Đó.
nó chạy bao quanh luôn. Đấy, thì các bạn phải nhìn xem, thì cái chỗ này này, khi mà đây như này là đây là toàn bộ cái đáy của mình nó sẽ hiện diện như thế này các bạn này. Thì đây là cái hộp lọc, từ đây ra đến đây là 3 tấc này, 30 cm. Đó, thì ở chỗ này, vị trí này mình có thể là nhìn ở dưới lên được. Mình sẽ mình quan sát được cái hộp lọc của mình nó chỗ này nó có vấn đề gì hay không. Đó, ý đồ của mình là như vậy đó. Đấy, thì chút nữa các bạn biết sao, cái chút nữa này giữa hai cái tấm keo này, hai cái tấm kính này này chưa có đường keo, thì tí nữa sẽ bắn keo dọc vào đường này, bắn keo, bởi vì chỗ này nó có một cái khe hở này các bạn thấy không, đấy khe hở này. Đấy, thì bây giờ sẽ bắn đường keo sát vào đây. Đó, thứ nhất là để cho cái nước mà ở trong hồ này nó không bị thấm xuống đây và nó không bị thấm để vào cái tấm chanh của mình. Đấy, cái thứ hai nữa là nó làm cho cái tấm kính trên và kính dưới nó chặt lại với nhau. Đây là cái chêm lên các bạn, chêm cái này lên để cho khe hở nó rộng ra thì keo nó sẽ vào nhiều hơn. Đây là cái miếng chêm các bạn nhé. Đấy, chêm lên cái này chắc được khoảng là ly rưỡi, chêm như này thì bắn keo nó sẽ vào sâu hơn. Lâu ấy khi bắn keo là bắn là không được quấn mũi xuống lôi mà đẩy mũi xuống tới, đẩy xuống tới đẩy thẳng hả? Đúng rồi. Đây là bắn cái đường keo để nó chít giữa hai cái tấm kính với nhau và để chống cho cái việc mà nước thấm vào trong cái tấm chanh. Và đây cái tấm kính của mình đã bắn xong rồi. Anh thợ anh bắn tất cả các đường keo xung quanh đây rồi. Đấy, đường keo rất là ok, nói chung là mịn đẹp. Đấy, nhưng mà cái điều hy vọng rằng nó đừng thấm nước. Nhìn thì ok rồi đấy. Và đây là cái động tác mà anh thợ anh ấy dán cái băng keo. Các bạn biết tác dụng để làm gì không? Để cho cái tấm kính nó đỡ bị chạy ấy. Bởi vì cái tấm kính cường lực ở trên nó rất là nặng, khi mà keo nó bắn xung quanh ấy thì nó có một cái độ trượt. Đấy, giống như là một cái rất nặng ở trên mà ở dưới có một cái nệm cao su ấy thì nó dễ bị trượt đi. Thì cái keo này ấy, là mới bơm vào xong thì nó rất là mềm và rất là dễ bị trượt, nên là trọng lượng bản thân của cái tấm này nó đè lên thì nó sẽ trượt đi và nó sẽ lệch. Thì những cái băng keo dán như thế này để nó cố định lại. Ok, thưa các bạn, đây là cái tấm thành của mình. Tấm thành này thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị bả cái keo. Thì ở phía trên thành của mình ấy, đây này, ở phía trên đây là cái phía trên bể này, còn ở dưới này là đáy bể. Đấy, thì ở trên phía bể này ấy, là mình bả 15 phân, chiều dài keo này 15 phân và chạy suốt luôn. Còn ở phía dưới này là chiều dày keo là bề rộng của keo là 4 phân. Đấy, 4 phân thì nó chạy từ đây cho đến cái phần hộp lọc là nó ngưng lại, bởi vì mình muốn là từ chỗ này ấy, cái vị trí hộp lọc ấy là không có bả keo, bởi vì mình muốn là mai mốt mình nhìn từ đây nhìn vào quan sát cái phần ở phía hộp lọc ấy, nó rất là dễ. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành công tác các bả keo. Thì đây là trước khi bả keo thì mình sẽ vệ sinh xịt nước dao kiếng và lau sạch sẽ cái mặt kính.
Và đây là cái công tác mà bả keo đã xong các bạn. Chiều này là 15 phân này. Đấy, 15 phân, bả dọc đây. Bả dọc lên đến kia luôn. Còn bên này ấy, là chiều này 4 phân. Chiều này là 4 phân, đó. Thì mai mốt đây là tấm thành nhé các bạn, thì ở đây là phía đáy này, cái kia là ở trên đỉnh hồ. Thì mai mốt ấy là tấm thành này nó đặt lên một tấm đáy rồi, thì bắt đầu còn một tấm thành một tấm đáy nó sẽ đặt vào đây. Đó. Thì chỗ này 4 phân thì một tấm đáy nó vào đây là 10 phân. À 1 phân, còn lại là 3 phân. 3 phân thì mai mốt nó ở bên trên cái hồ cá. Đấy thì các bạn biết sao tại sao mà cái chỗ này từ đây đến đây này là mình không có bả. Bởi vì cái chỗ này là cái ngăn lọc của mình các bạn. Thì các bạn biết sao mai mốt ấy, ngăn lọc của mình nó chạy đến đây này. Đó thì bả mình bả nó cái đen này nó cái keo đen này nó và dịch vào đây tí. Thì mai mốt nó cái đây này, đây là cái thành lọc của mình nhá, nó nằm đây. Đó, thì mai mốt nó vào đây thì nó làm cho hồ của mình nó toàn bộ từ kia đến đây cái chỗ ngắm cá ấy, là nó đen hết. Còn cái vị trí này tại sao mình không bả là bởi vì mình muốn mai mốt ở ngoài mình nhìn vào đấy, mình nhìn được vào trong cái hệ lọc. Thì toàn bộ cái hệ lọc của mình ở trong này ấy, là cái gầm đại nước nó hút ở dưới đáy. Nên là mình muốn quan sát được ở phía đáy nó có bị như thế nào và xử lý như thế nào. Thì giống như cái hồ 2m2 của mình vậy. Thì chỗ này mình để trống. Đó. Thì mục đích của mình là mai mốt mình muốn nhìn trực tiếp vào trong cái chỗ mà gầm của cái lọc nhá. Bây giờ mình sẽ lắp hai cái tấm vách trước, tấm bên này và tấm bên kia. Còn một cái tấm bên này với cả tấm này thì lắp sau. Bởi vì cái tấm của mình là hai tấm thành dựng lên thì hai cái tấm đầu này nó ốp vào. Nên là hai cái tấm này phải dựng sau và bây giờ chỉ lắp được hai cái tấm kia thôi. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành lắp đặt hai cái tấm thành lên các bạn nhé. Thank you.
và đã hoàn thành được cái hai mặt rồi các bạn. Đây đã dựng được mặt này với mặt này. Còn cái tấm này là chưa có dựng nhé, cái tấm này là đưa lên để dán băng keo thôi. Dán băng keo đây các bạn này. Đây này, tấm này là dán băng keo để cho nó giữ cái đầu này lại. Chứ không thì tấm này nó ngả ra thì mai mốt nó cứng keo rồi ấy, thì bẻ vào thì nó sẽ hư hại cái tấm này. Nên là bây giờ mình dựng cái tấm này lên để cho nó giữ cái đầu này, dán băng keo thôi chứ tấm này chưa có đi keo. Đó, thì hiện tại hôm nay thì đã đi được cái tấm mặt này và cái tấm mặt này. Đó. Nói thật với các bạn là trong quá trình dựng thì tìm rớt ra ngoài luôn, hồi hộp vãi đái ra. Cực kỳ là sợ hãi bởi vì nó có mấy lần trượt tí nó rớt bể, rất là nguy hiểm. Nên là cực kỳ là nguy hiểm đấy các bạn. Nói chung là rất là hồi hộp, nhưng mà cũng cuối cùng thì cũng ok rồi, nhìn cũng rất là tuyệt vời. Thì nó đã lên được cái hình khối rồi. Thì ngày mai thì mình sẽ tiếp tục dán tấm này với tấm bên này nữa là xong. Và tiếp tục nữa mình sẽ dán cái hộp lọc bên trong này nữa là ok. Thì hiện tại bây giờ buổi tối hôm nay thì cũng khá là ok, là lên được khoảng hòm rồi, đã ra được cái hình thù rồi các bạn. Còn chi tiết như thế nào thì ngày mai mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem. Bây giờ 12 giờ 12 rưỡi rồi, cực kỳ phê luôn. Đây thì các bạn nhìn thấy không, cái bả keo của mình 4 phân thì bây giờ nó chìm xuống dưới 1 phân rồi, còn ở từ đây này 3 phân này. Đấy, còn cái chỗ này là 15 phân này. Đó, mai mốt đi kiểm ở chỗ này. Đấy, còn cái đường keo này thì cũng khá ok rồi. Đó, nhìn rất là mướt luôn. Đấy, cái đường này thì cũng rất là ok. Cái quan trọng cái hồ này nhất, cái mình quan trọng nhất là ưu tiên số 1 đó là cái việc mà không thấm nước. Cái ưu tiên số 2 đó là cái sự chắc chắn liên kết giữa các tấm kính với nhau để cho không bị phá hủy. Đó. Còn cái độ thẩm mỹ thì kiểu gì mình cũng chấp nhận được. Còn mình ưu tiên hai cái kia thôi, hai cái kia là mình ưu tiên số 1 trong cái hồ này. Bởi vì một cái là liên quan đến an toàn đấy. An toàn là cái quan trọng nhất trong quá trình sử dụng, mà nếu mà nó bể hoặc là gì thì rất là nguy hiểm cho người xung quanh. Đấy, cái thứ hai mà nó rò rỉ ra thì cực kỳ coi như là hư cái hồ luôn. Tất cả các thông số của cái hồ này thì các bạn hãy xem ở cái clip mà mình chia sẻ về cái bản vẽ thiết kế đấy. Toàn bộ những cái thông tin cụ thể thì các bạn hãy xem ở phía dưới của cái phần ghi chú. Mình để tất cả các clip liên quan từ A đến Z của cái hồ này, từ khâu thiết kế cũng như là khâu lên kế hoạch, cũng như là khâu thi công và khâu test nước, cũng như là khâu vận chuyển hồ và khâu set up hệ lọc, và cái khâu mà thả cá, thì tức là từ A đến Z, không thiếu một cái gì từ A đến Z luôn các bạn ạ, về cái hồ này luôn. Nên là mình sẽ để toàn bộ ở phía dưới của phần clip, mỗi clip là mình sẽ để ở phía dưới cái phần ghi chú tất cả những cái đường link mà liên quan đến những cái hồ mà mình thi công đây. Thì để cho các bạn xem, thì để các bạn hiểu rõ được hơn thì các bạn nên xem toàn bộ các clip mà từ A đến Z luôn, từ đầu cho đến cuối luôn, để hiểu cái quy trình cũng như là cái quá trình mà thực hiện cái hồ này. Và mình cũng chia sẻ cho các bạn cái thời gian đấy các bạn, cái thời gian khoảng cách giữa cái công việc này với công việc kia, để cho các bạn dễ hình dung. Bởi vì cái hồ 2m2 mình tự làm ấy, thì các bạn có rất là nhiều các bạn hỏi là sau bao nhiêu thời gian thì keo khô này, sau bao nhiêu thời gian thì test nước này, sau bao nhiêu thời gian thì bây giờ đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái khoảng thời gian giữa công việc này với công việc kia. Thì ngày hôm qua đêm tối ngày hôm qua là hai anh em sẽ đã đều là làm cái hệ đáy này. Đấy, thì một vài tiếng sau là toàn bộ hệ đáy nó khô, và bả hôm qua là cũng bả cái keo của cái viền trên và viền dưới luôn, thì cũng một vài tiếng là nó khô. Bởi vì cái keo Apono đây các bạn này, mình chủ yếu là đi keo Apono này đây. Và cũng rất là nhiều các bạn hỏi là cái dùng keo gì để bắn, để dựng hồ, thì đây là keo Apono A300 các bạn nhá. Đó, cái thằng này ấy, thì đặc điểm của nó là khô rất là nhanh, keo này khô cực kỳ nhanh và nó rất là chắc. Chính vì vậy là khi mà thi công, các bạn chú ý là phải thi công phải thật nhanh, chứ không thì keo nó sẽ khô rất là nhanh, các bạn xử lý không thể kịp được. Đó, đấy là cái đặc điểm của keo Apono A300. Rồi, thì tối hôm qua là tất cả là những cái chỗ này là làm từ tối hôm qua. Đáy cũng làm tối hôm qua này, bả keo thành này cũng tối hôm qua. Rồi tất cả các đường keo gắn giữa thành với đáy cũng tối hôm qua. Tất cả tối hôm qua hết. Nếu như mà hôm qua mà có kính ấy, thì là dựng được nguyên cái hồ luôn. Đấy, thì trong một ngày các bạn có thể là dựng được toàn bộ cái hồ này, gồm có tấm đáy, 4 tấm thành đó. Và sang hôm nay là ngày thứ hai thì mình sẽ gắn hộp lọc. Đấy, thì thực tế ngày hôm nay thì là tối hôm qua là gắn được gần đây, và ngày hôm nay thì mình sẽ gắn tiếp hai cái thành và cái hộp lọc luôn.
thì tức là các bạn thể hình dung ra là một ngày rưỡi đi, cứ cho là một ngày rưỡi để các bạn dựng toàn bộ luôn. Đấy, thì hôm nay là thứ năm, thì hôm nay mình dựng ngày thứ năm này. Khi mà dựng xong ngày thứ năm thì bắt đầu để chờ là ngày thứ sáu, hết ngày thứ sáu và hết buổi sáng ngày thứ bảy. Đấy, thì là hết một ngày rưỡi nữa, tức là sau khi cái hồ này hoàn thành, dựng hoàn thành xong thì các bạn chờ một ngày rưỡi. Lúc đó thì các bạn sẽ test nước, bởi vì một ngày rưỡi thì cái keo nó cũng khô rồi. Thì lúc đó là chiều thứ bảy mình sẽ test nước. Đấy, test nước xong bắt đầu sáng chủ nhật là mình sẽ di chuyển được hồ. Đấy, thì các bạn hình dung là cái thời gian giữa công việc này với công việc kia nó như thế. Thì sáng thứ bảy, sáng chủ nhật mình di chuyển hồ về nhà mình ấy, thì là có khả năng là chiều chủ nhật hoặc là sáng thứ hai là mình thả cá luôn. Đấy, thì các bạn thử tính xem, từ nãy giờ mình nói thì các bạn thử tính xem là bao nhiêu thời gian thì các bạn thả cá, rồi bao nhiêu thời gian thì các bạn test nước, và bao nhiêu thời gian thì keo khô. Đấy, thì thực ra mà nói thì keo Apono mình nhắc lại nhé, keo Apono A300 này này, cỡ khoảng 2-3 tiếng là nó khô rồi. Nó khô là, và các bạn có thể làm công tác tiếp theo được, chứ các bạn không cần phải chờ nhiều. Còn nếu như các bạn mà dùng cái keo khác ấy, ví dụ như là keo A500 hoặc A600 ấy, thì cái loại keo đó nó độ, tức là cái độ mà khô của nó rất là lâu, nên là khi mà các bạn bắn xong ấy, nó đợi phải một thời gian rất là dài nó mới khô được. Và một thời gian dài như thế thì cái nguy cơ mà cái tấm kính nó trượt hoặc là nó liên kết ấy rất là lâu, nên là rất là cực. Đấy, thì mỗi một cái nó có một cái đặc điểm khác nhau, và mỗi cái có một cái ưu điểm nhược điểm khác nhau. Thằng này ấy, thì nó rất là chắc và là khô rất là nhanh, đấy là ưu điểm. Nhưng mà ngược lại cái nhược điểm là các bạn mà thi công mà không cứng ấy thì nó rất là dễ hư cái hồ, bởi vì các bạn làm keo mà không kịp ấy thì nó sẽ bị khô luôn và các bạn xử lý không kịp luôn. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành bả keo cái tấm của cái phần đầu này. Ở phía trên vẫn là 15 phân, ở phía dưới vẫn là 4 phân. Thì trong tất cả 4 tấm thành ấy, thì 3 tấm thành là được bả keo, còn một cái tấm ở góc hồ lọc kia thì không bả keo các bạn nhé. 3 tấm này là full bể keo, full ở xung quanh này, trên là 15 phân, ở dưới là full là 4 phân. Thưa các bạn, là cái tấm kiếng thứ hai đã về, nhưng mà rất là đáng tiếc, hình như là cái em cắt kính này, cái em chủ cắt kính này em chưa có chồng sao ấy, hay là chồng em ấy
yếu yếu cái gì ấy mà em ấy thật sự mình làm cái hồ này ấy, là rất là buồn luôn đấy. Thưa các bạn, cực kỳ buồn. Cái tấm thành đầu tiên cường lực thì bị bể. Bây giờ cái tấm thành thứ hai, cắt thứ hai thì lại bị sai kích thước đây các bạn này. Chiều cao của mình là 70 phân mà bây giờ cắt ngắn củn này đây. Chỗ này bằng là 60 bằng cái tấm đáy rồi. Đấy. Thì cái tấm này đấy là nó chính là cái bằng cái tấm đáy trên này của mình này. Đấy. Đấy là tấm thứ hai. Không lắp được, cuối cùng bây giờ phải chấp nhận thay đổi phương án là tấm kính thường các bạn ạ. Đây là một tấm kính thường. Tấm kính thường rất trong và rất sáng luôn, rất trong như nước luôn. Tấm kính thường ấy là mình sẽ bây giờ kế hoạch hoàn toàn thay đổi so với cái thiết kế ban đầu của mình. Thì bây giờ cái hồ của mình ấy là ba mặt, hai mặt đầu là kính cường lực 10 ly. Mặt này là kính cường lực 10 ly, còn cái mặt bên hông kia ấy, tấm dài ấy là kính thường 10 ly. Đấy thì cái cạnh như thế này là cũng ok rồi, mình thấy cạnh ok rồi. Nhưng mà thật sự là nó hơi buồn một tí là không đạt được những cái gì mà kế hoạch mình đặt ra. Nhưng mà thôi bây giờ phương án xử lý là bây giờ mình sẽ dùng tấm kính thường này lên. Cái bể của mình có đặc điểm là kết hợp giữa kính cường lực và kính thường. Thì mỗi một cái loại kính nó sẽ có một cái ưu nhược điểm khác nhau. Ví dụ như là kính cường lực ấy thì nó rất là tốt về độ bền cũng như là cái độ cứng. Đó. Nhưng mà nhược điểm của nó thì lại là khi mà cường lực lên thì cái mặt của nó sẽ không được trong suốt và ngắm cá nó thực sự nó không thể đã bằng cái tấm kính thường. Còn đối với tấm kính thường này ấy, thì cái nhược điểm của nó là nó dễ mẻ cạnh và dễ bể. Còn cái ưu điểm của nó là ngắm cá rất là trong suốt. Đó, rất là ok. Và để cái hiệu quả mà sử dụng sau này về lâu về dài như thế nào ấy thì sẽ đánh giá được trên cái bể này, vừa là kính cường lực vừa là kính thường. Đó thì trong quá trình sử dụng ấy thì mai mốt thực tế mà mình thả cá vào ấy thì mình sẽ review cho các bạn xem là hai cái mặt kính này, một bên là kính cường lực một bên là kính thường, thì ngắm cá nó sẽ như thế nào. Đó, nó có sự khác biệt hay không, bởi vì cái bể của mình ấy là mình đã set up như này các bạn ạ. Cái này là hộp lọc là bên trong tường, còn bể của mình là ngắm cá ba mặt luôn, vừa ngắm cá bên kia, vừa ngắm cá bên này, vừa ngắm cá phía này. Đấy, thì mai mốt đấy khi mà đàn cá nó vào ấy thì chắc chắn là mình sẽ review cho các bạn xem là nói người thường thường dân gian hay thường nói là kính cường lực nhìn ngắm cá nó không đã bằng kính thường, nhưng mà thực tế như thế nào thì mai mốt cái bể này nó sẽ thể hiện cho các bạn thấy, một bên là kính cường lực một bên là kính thường, ngắm xem nó ra làm sao nhé. Và bây giờ thì mình tiến hành sẽ bả keo của cái tấm kia và để khô là sẽ ráp lên thành khung thôi. Còn đây là cái tấm này vừa rồi bả keo rồi thì bây giờ nó đã khô rồi đấy, khô cứng rồi đấy, có lại có bông hoa rất đẹp luôn. Thank you.
nấm kiến thành thứ hai đã bả keo hoàn toàn xanh xong rồi các bạn. Bây giờ tiến hành ra phơi nắng để cho nó khô, và khi khô lên rồi thì chúng ta sẽ ráp lên cái khung của chúng ta. Đây là tấm mặt là kính thường các bạn, không phải kính cường lực. Đây là tấm thứ hai này, và bây giờ đã hoàn thành xong cái công tác bả keo. Nắng như này phơi rất sướng các bạn ơi. Cái này chỉ cần đảm bảo là nửa tiếng sau là khô rang thôi, khô cong luôn. Bây giờ là tầm trưa rồi, thôi đằng nào cũng vậy, để cho nó khô đi. Khô rồi tí đã lắp đặt lên sau. Đấy, nắng lên cực kỳ khô luôn. Nắng đẹp, nắng quá to. Đấy, các bạn thấy không? Cái đường keo rất là mướt luôn đấy. Nói chung là về như này là khá ok rồi. Đấy, cái đường keo của cái thằng 4 phân này rất là chuẩn, chuẩn chỉ. Thưa các bạn, bây giờ mình sẽ cắt những cái tấm đỡ của cái hệ đáy ở dưới này. Đấy, những miếng kính mình dán ở dưới này để làm đỡ lên cái tấm đáy này, tấm đáy của lọc ấy các bạn nhé. Thưa các bạn, đây là những cái miếng kính này. Miếng kính này là để đỡ cái đáy này các bạn này. Thì theo đúng với cái bản chiếu và cái kích thước và đúng với cái bản vẽ của mình đăng ở cái clip trước ấy, mà mình để ở phía dưới phần ghi chú của clip này đấy, thì cái chiều dài của thanh này là 250 này. Đấy, chiều cao này của nó là 2 phân. Đấy, kính này kính 5 ly thôi. Còn tấm này ấy, là dài 5 phân. Chiều cao của 3, đây 1 tấm, 2 tấm này, 3 tấm, 4 tấm. Thì 4 tấm này đều là cao 2 phân hết các bạn nhé. Thì mục đích của mình ấy là cao 2 phân như thế này ấy. Thì mai mốt mình đặt chút nữa mình đặt cái tấm đáy của lọc lên đây, thì cái khoảng không gian 2 phân này ấy là mình sẽ thả cái bọn cá chuột cà phê vào đây, và nó sẽ sống được ở trong này. Đấy, thì với khoảng bề dày chiều cao 2 phân này ấy, thì bắt đầu mình sẽ đặt cái tấm này ở đây. Đấy, chiều này, cái này là chiều dài 250 này. Thằng này dài 5 phân mình đặt ở đây. Thằng này dài 47 phân mình đặt ở đây. Và thằng này thì mà dài 18 phân mình đặt ở đây. Đó, thì mình set up như thế này các bạn này. Đây, mình set up như thế này. Đó, các bạn thấy chưa? Thì đây là cái chiều, cái tấm kính của mình nó sẽ nằm như thế này, nó sẽ được đỡ bởi thanh này. Thanh này và thanh này và thanh này. Thì nước ấy, mai mốt nước nó sẽ toàn bộ ở dưới đáy này, nó sẽ chui vào đây. Nó sẽ chui vào đây và nó đi lên từ cái cửa này. Cửa này nó sẽ chui lên và nó lên cái phần ngăn lọc. Còn toàn bộ ở chỗ này ấy, trong cái phạm vi này này các bạn này, là không có nước nha các bạn. Mình sẽ bắn keo kín ở chỗ vị trí này để cho nước nó không vào đây được. Chỗ này là mình bỏ luôn, không có dùng chỗ này, mà chỉ nước chỉ có chảy từ đây vào đây thôi. Đấy, vào đây và nó chảy lên trên này. Đó, thì cái hệ thống đỡ đáy của mình đã làm xong. Và chút nữa thì mình sẽ cắt cái tấm đáy mình đặt lên đây cho các bạn hình dung. Thì chi tiết kích thước như thế nào thì các bạn cứ xem ở cái clip mà mình nói về cái bản vẽ thiết kế đấy. Đấy, thì cơ cấu mình đặt như thế này các bạn này. Thì cái tấm đáy ở trên này này nó dài khoảng 30 phân. Thì nó sẽ dài từ đây ra đến đây. Các bạn hình dung cái keo của mình bắn lên đây nhá. Đấy, keo bắn lên đây thì cái tấm đáy của mình nó sẽ đến đây này. Đó. Từ đây đến đây thì cái đoạn này nó sẽ hụt. Đoạn này nó sẽ ngắn vào đến đây so với tấm đáy. Ok. Chút nữa mình sẽ quay chi tiết lại cho các bạn xem cái tấm đáy ở trên này như thế nào.
Và đây các bạn ơi, mình đã dán keo xong. Đây thì các bạn nhìn này, đây là cái vạch trắng này. Đây nhá, vạch trắng đây, cái kính này mình để cái mức này đi cho các bạn dễ hình dung. Đây, cái vạch trắng mình đã đánh dấu ở đây rồi này. Đó. Thì đây là cái tấm kính các bạn nhìn nhá. Thì cái tấm đáy của mình nó nằm ở trên này thì nó vừa đến cái mí này luôn. Đó. Từ cái mí này vào đến đây khoảng 3-4 phân nữa. Đấy. Nó nằm như vậy đấy các bạn. Đây là mình đặt như này lên cho các bạn hình dung này. Đấy. Thì cái tấm đáy của mình ấy là nó chạy từ đây ra đến cái mép này. Rồi. Đấy thì các bạn nhìn thấy không? Mình đã dán keo được cái thanh này rồi này. Thanh này là 1. Thanh đỡ này là 2. Và thanh đỡ này là 3. Đó. Nó màu đen nên các bạn rất là khó nhìn. Đây là tấm này này. Đó. Đây này. Đó. Các bạn thấy chưa? Thì còn lại cái tấm này. Tấm này ấy là chút nữa bây giờ mình không thể gắn được. Chút nữa mình sẽ gắn như thế này. Đó. Nhưng mà tấm này ấy là phải đợi gắn cái thành xong. Cái thành này xong. Xung quanh xong hết. Bởi vì là mình muốn là nếu như bây giờ mình gắn cái tấm này vào ấy thì chút nữa ấy, cái tấm thành đặt lên ấy thì nó vướng cái tấm này này. Nó không thể là vuốt đường keo này cho nó chính xác được và cho nó chuẩn chỉ được. Nên là mình cái tấm này mình sẽ ngưng lại từ từ. Đó, thì tí nữa bắn tấm thành xong, vuốt cái đường keo của tấm thành chỗ này xong đâu đấy đẹp đẽ thì bắt đầu mình mới nhảy vào trong mình dán cái tấm này vào đây. Đó. Dán tấm này vào đây là xong. Thì toàn bộ cái hệ đáy của mình nó được đỡ bởi thanh này. Thanh này. Thanh này và thanh này là 4 thanh các bạn nhá. Đấy thì nó đỡ kiểu như thế này này. Đấy nó đỡ kiểu như vậy đó. Đây mình đặt đại khái này như thế đi. Đấy. Đấy rồi bắt đầu khi mà như thế thì các bạn nhìn thấy không? Hai phân này nước nó sẽ chui vào đây. Đấy nó sẽ chui lên. Đấy ok thì chút nữa khi mà hoàn thành xong cái tấm thành ngoài rồi cái tấm đặt lên trên này thì mình sẽ cho các bạn xem cái chi tiết của nó như thế nào. Thì đây là cái hệ chân đỡ cái đáy của mình đã hoàn thành xong. Tiếp theo sau đây thì mình sẽ dựng cái hai tấm thành lên trên cái hệ này để cho nó hoàn thành cái vách các bạn nhé. Xin mời các bạn hãy xem anh em chúng ta thi công tiếp tục nhé.
xong cái quá trình dựng hai cái tấm vách các bạn ạ. Đây này, hai tấm vách mà mình đã dựng xong. Đấy thì tổng cộng là đã ok rồi, đã hoàn thành xong. Thì trong quá trình mà thi công này rất là cực và nó là rất là phê luôn đấy. Các bạn thấy không? Đây là cái hiện tượng mà trên này. Cái tấm kính nó bị lệch, nó bị vênh, nó cắt không chính xác nên là nó bị vênh. Nên là phải chêm này để tí nó xử lý chỗ này sau. Thì chủ yếu là mấy cái đường keo trong để cho nó thật là ok về cái chất lượng bám dính và không bị giò nước. Còn cái chỗ này tí là mình tốt lại để cho nó đầy lại là đẹp. Còn mọi cạnh góc là ok rồi. Đấy, thì cái quá trình của mình đã dựng cái phần chính của mình đã xong. Chiều nay mình sẽ thực hiện cái hộp lọc và cái hệ thống kiềng luôn, là coi như là gút luôn, đợi khô khoảng một vài ngày. Ok, thì trước nữa mình sẽ gắn hộp lọc và mình sẽ chia sẻ cho các bạn kỹ hơn về cái phần hộp lọc cũng như là cái dàn kiềng nhé. Còn tổng thể thì như thế này là khá là chuẩn rồi, tương đối là chấp nhận được. Đây thì các bạn hình dung là trong cái tấm thành ấy, thì đây này, đây là tấm cường lực này, thành này là cường lực, hai tấm đầu này là cường lực, còn cái tấm này là kính thường này. Đấy, tấm này là kính thường. Thì ba mặt của mình là đều bả keo đen hết. Mặt kia, mặt này là bả keo đen, nhưng mà chỉ có mặt này là không bả keo đen này. Đó, mặt này là không bả keo đen. Đấy, thì các bạn thấy không, toàn bộ cái chỗ này là mai mốt hộp lọc ở đây mình sẽ nhìn được cái vật liệu lọc. Chi tiết này, đây là những cái thanh đỡ nhà mình có tổng cộng là 4 thanh đỡ đáy lọc. Thì đây là một thanh này, rồi đây là thanh thứ hai này, thanh thứ ba này và thanh thứ tư. Đó, thì 4 thanh này có nhiệm vụ là nó sẽ đỡ lọc, đỡ một cái tấm lọc ở trên này. Và cái chiều cao của cái thanh này là 2 phân, mục đích 2 phân là để cho nước nó sẽ chảy ở đáy này các bạn này, nước nó sẽ chảy vào đây. Đấy, và nó đi lên cái lỗ này, nó sẽ chui lên và nó chui lên trên phần lọc. Đấy, thì các bạn hình dung này, cái nước chảy ấy là toàn, đây là toàn bộ cái đáy của mình này nhá, đáy hồ này. Đây, mình đứng xa cho các bạn dễ hình dung. Đây, nước nó sẽ chảy ở toàn dải là toàn đáy này đây. Nó sẽ gặp vào đây, nó chui vào đây, rồi nó gom lại thành vào chỗ này. Đấy, nó gom lại vào cái đoạn này này các bạn này. Đoạn này là trong bản vẽ của mình là 16 phần. Xong bắt đầu nó có một cái, mình để một cái lỗ chạy lên đây. Đó, bạn hình dung chưa? Rồi, thì các bạn chú ý là cái đường này này, từ đây này, trong cái phạm vi này là mình bắn keo kín để nước nó không có vào đây. Bởi vì cái chỗ này là không có dòng chảy, nếu mà nước mà dò vào đây ấy, thì lâu ngày nó sẽ bị ô nhiễm ở trong này, nó không thoát đi đâu được. Nên là chỗ này phải cố gắng bắn kín, coi như là bỏ cái chỗ này ngay cho bạn. Còn chỗ này chỉ có nước ở chỗ này như này, nước toàn bộ chỗ này. Đó, đấy thì các bạn hình dung ra cái chỗ này nhá, để mai mốt khi mà mình dựng lên rồi mình không thể tả được lại những chỗ này đâu, bởi vì chỗ này mình chưa lắp cái tấm đáy lên nên mình chưa tả được. Đấy, các bạn hình dung lại đấy. Đây, thì mục đích của mình đã đầu tiên đấy, mình dự định là mình cái tấm này này mình cho sát vào đây, nhưng mà sát vào đây ấy thì mai mốt cái khe này ấy, nó rất là hẹp nên là nó rất là dơ các bạn ạ. Mình để một cái khoảng như này ấy. Đây là các bạn ạ, cái tấm kính của mình nó chắn lên đây nhá. Cái tấm mặt trên này nó sẽ chắn lên đây này. Từ đây vào đây nó hở còn khoảng 3-4 phân đó. Đấy, thì bắt đầu là nước nó sẽ chảy vào đây, thì mai mốt con cá lọc kia, con cá chuột cà phê của mình ấy, mình sẽ thả trong cái hộp lọc này. Thì tác dụng của nó là nó cứ bò trong này, nó sục lên đây. Nó sục vào đây. Nói chung là nó ở trong phạm vi này để nó sục phân đấy các bạn. Bởi vì lâu ngày đấy phân nó sẽ đóng cặn ở đây, nó đóng mảng ở đây. Thì cái con cá chuột cà phê đấy nó có tác dụng là nó sủi phân, nó kiếm ăn, nó sẽ sủi phân, nó dọn dẹp vệ sinh ở trong cái ngăn lọc này và dòng nước nó sẽ đẩy lên, đẩy phân lên. Ok, thì cái này đã xong, thì chút nữa mình sẽ cắt kiếm và mình sẽ lắp đặt hệ thống lọc luôn các bạn.
cái công tác mà sẽ lắp đặt cái tấm đáy của cái hệ lọc các bạn ạ. Đây là tấm đáy của hệ lọc là dày 10 ly, tức là 1 phân đấy, sẽ được đặt lên đây. Và cái vị trí mà nước chảy để lên phần lọc ấy thì sẽ được, nó nằm ở cái góc này. Đấy, cái tấm này là cái tấm số 1 mình để trong cái bản vẽ thiết kế ấy. Các bạn chú ý thì các bạn so tấm số 1 đấy với cái vị trí này, với cái tấm mặt đáy này, thì các bạn sẽ hình dung ra. Các bạn biết sao không? Đây là cái đường keo này, là đường keo rất là quan trọng để cho nước nó không có xì từ bên trong nó vào trong cái ngăn này. Tấm này 5 ly nó hơi mỏng đúng không? Đây là cái đường keo để nó cái tấm đáy kia nó đè lên, nó sẽ ăn ở đây. Rồi, bây giờ sẽ đặt cái tấm đáy lên. Có vào được hay không? Chỗ này là cái chỗ mà tí sợ nước vào này. Đây là cái lỗ nước chảy các bạn nhé. Mình khoét cái này này để cho nước nó từ bể nó chui xuống cái gầm này. Đấy, xong bắt đầu nó mới chui lên trên này, nó vòng lên. Cái chỗ cái kích thước này là từ đây đến đây là 16 phân. Bề rộng này là 1 phân. Hả? Đúng rồi, bắn kín chỗ này, đừng để cho nước vào trong này. Xung quanh cái này là phải bắn kín luôn đấy. Cái này hở hơi nhiều. Ôi cái này sâu xuống không, nước nó tràn từ đây vào này. Được rồi. Ê, nhưng mà chỗ này ít keo á. Cái chỗ này là bấm mạnh quá, nó hết keo rồi. Rồi ok. Cái chỗ tiếp giáp này, cái chỗ mà tiếp giáp ấy, em đẩy cho cái keo nó nhiều vào để nó xì chặt vào trong. Anh sợ nhất là nước vào đây thôi. Và đây, sau khi tấm đáy đã hoàn thành xong thì các bạn thử nhìn này, đây là cái khe mà nước nó sẽ chảy lên nhá. Đó. Đấy, ở dưới này là 2 phân các bạn nhá. Đấy, thì con cá chuột Mỹ mình sẽ chuột cà phê mình sẽ thả dưới này này. Đấy, thì cái tác dụng của cái việc mà tại sao cái sơn này, cái keo này 4 phân này là mình không có bơm bả vào đây là bởi vì mình muốn cái khe này này. Mình quan sát được tất cả cái hoạt động ở bên trong cái gầm này. Bởi vì cái gầm này là rất là quan trọng. Nếu như mà mình bịt kín vào ấy, thì mình mù tịt luôn, không biết được cái gì nó bên trong này. Nên là mình phải có cái quan sát này gọi là để xử lý kỹ thuật nha các bạn. Đấy, bên này cũng vậy, xung quanh ba mặt luôn. Ba mặt đều hở này, thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Đấy, ba mặt này các bạn thấy chưa? Đó, như thế này ấy, thì quan sát mới được. Tắc một là thứ ví dụ như cái gì nó tắc trong này. Hai là cái con cá nó chết trong này hay không. Đấy, phân có đóng cặn nhiều hay không ở trong này. Đấy, tức là mọi cái thứ gì mà nó chui được vào trong này ấy, thì các bạn phải quan sát được thì các bạn mới xử lý được nó. Chứ không thì các bạn bịt kín hết ấy, mai mốt mà giả sử như phân nó đóng thành từng vầng hoặc là từng ổ nó đọng ở đây mà nó không thoát được, mà các bạn không quan sát được. Đấy, thì bắt đầu nó ô nhiễm ở trong này cực kỳ luôn. Còn nếu mà các bạn quan sát được ấy, các bạn chỉ cần đưa cái vòi bơm các bạn xuống đây, các bạn thổi lại là nó sẽ bay ra ngoài hết. Lúc đó các bạn hút đi được. Ok, thì cái tấm này đã xong.
đợi nó khô một chút thì mình sẽ dựng những cái tấm thành của hộp lọc lên cho các bạn xem. Thưa các bạn, đây là một cái tấm, đây là một cái tấm ngăn ở đây này. Ở chỗ này có hai tấm 5 ly mình ghép lại với nhau, nó chính là cái tấm này. Và đang cắt một tấm thứ hai đây. Đấy, hai tấm 5 ly mình sẽ ghép lại với nhau và bảm keo đen. Đấy, thì các bạn hình dung là ở bên này khi mà đứng ngắm cá ở bên này vào ấy thì mặt này là mặt đen này. Đó. Mặt đen này rất là nổi con cá luôn nhá. Đấy, thì đây là cái tấm này là cái tấm mà ngăn giữa cái ngăn nuôi cá và ngăn lọc. Thì hai tấm kính 5 ly ghép lại với nhau thì thành tấm 10 ly. Thì ở giữa là được bả keo đen phun luôn. Đấy, thì từ kia các bạn ngắm ở đây ấy, nhìn là toàn bộ cái phông đen ở bên này. Đó. Và chút nữa thì cái tấm này ấy, tấm này này sẽ được đặt lên cái tấm đáy của cái tấm đáy lọc. Cái tấm ngăn này này chính là cái tấm số 3 của, ở trong cái bản vẽ của mình. Thì các bạn xem ở trong cái bản vẽ của mình ấy, có các clip bản vẽ ở dưới để mình để dưới đường link ấy. Thì đấy là tấm số 3 nhá. Và chút nữa nó còn cắt nữa, cắt cái này này, cắt góc này. Cắt góc này thì cái này nó mới ra cái hình thù của cái tấm số 3 ở trong cái bản thiết kế của mình được. Và đây đang cắt tấm số 3 đây. Tấm số 3 được ghép bởi hai tấm, mỗi tấm 5 ly thì đây là một tấm. Đây là một tấm. Clip nó hơi dài nha các bạn bởi vì mình quay rất là chi tiết, rất là cụ thể nên là rất là dài nên là các anh em cố gắng xem cho nó hết. Thưa các bạn, đây là tấm số 3. Tấm số 3 thì các bạn chú ý này. Trong bản vẽ thiết kế của mình ấy thì đây. Các bạn biết sao đây là bản vẽ thiết kế của mình. Thì mình sẽ cắt chỗ này. Thì chỗ này là 10 phân này. Chỗ này là 255 này. Còn bên này ấy là chỗ này là 215. Còn chỗ này là 150. Đó. Thì tác dụng như thế nào thì mai mốt các bạn xem ở trong cái bản thiết kế của mình và nó lên mô hình thì các bạn sẽ thấy. Thì bây giờ mình sẽ cắt chỗ này, bỏ cái này. Cắt chỗ này, bỏ cái này và giữ lại cái này.
Ok, thưa các bạn, đây chính là hai cái tấm này. Vừa rồi mình đã cắt được cái tấm này xong. Đấy, thì cái tấm thứ hai đặt lên đây, chuẩn bị cắt cái tấm thứ hai theo đúng cái tấm này. Và hai tấm này nó phải y chang như nhau. Và đây là cái tấm số 3 mình đã bả keo xong. Đấy, các bạn thấy không? Hoàn toàn là mặt một mặt keo đen. Như này ốp vào trên vị trí này, nhìn ở ngoài kia vào rất là đẹp luôn. Đấy, thì đây là một cái tấm 5 ly. Thì chút nữa một cái tấm 5 ly nữa sẽ ốp lên đây. Tại sao mình lại ốp hai tấm? Bởi vì cái mặt này là cái mặt bả keo này các bạn này. Thì cái mặt này là cái mặt mặt trơn, mặt quay cái mặt ở phía dưới này này là mặt quay ra hồ. Còn cái mặt mà quay vào trong ấy, nếu như mà mình để như thế này nhá, để nguyên cái tấm này mà mình quay vào trong thì cái này nó rất là sần sù. Thì trong cái hộp lọc của bạn ấy rất là dơ, mà sần sù như thế này thì nó lại bám rất là nhiều cái cặn bẩn, cũng như là rất là mất vệ sinh, ô nhiễm cho nước. Nên là ở phía trong này mình ốp một cái tấm 5 ly nữa để cho cái mặt đấy nó trong, để mai mốt khi mà các bạn cần vệ sinh ấy, các bạn chỉ cần lau cái như này là nó rất là sạch. Đấy, các bạn thấy không, cái hình thù nó như thế này này. Tí nó gắn lên là nhìn nó hơi xấu một chút thôi, nhưng mà cái công năng sử dụng của nó là thật là tuyệt vời các bạn nhá. Và đây các bạn ơi, cái tấm vách ngăn giữa lọc, ngăn lọc với ngăn thả cá thì mình đã gắn xong. Đấy, các bạn thấy hình thù nó như thế này chưa? Đấy, tại sao mà mình muốn cái này, các bạn để ý này, cái này nó cao hơn cái này khoảng 10 phân đấy. Bởi vì mai mốt là mình muốn cái lọc của mình, cái ngăn mà chứa túi lọc ấy, là nó cao lên đến đây này. Đấy, thì từ đây đến chiều cao nó càng cao thì nước nó càng chảy tốt. Nên là mình muốn đưa cao nó lên trên này để mai mốt cái nước nó chảy nó tốt hơn. Đấy, thì các bạn để ý cho em, đây là có một cái đường này. Thì cái đây là cái nước mà nó thoát từ trong ngăn lọc thoát ra. Đấy, còn bên này ấy, là nước từ ngoài bể mà nó tràn vào đây. Đấy, thì cái ngăn này này, cái ngăn này này đặt ngăn bơm đây. Thì mai mốt nước nó ở trên này ấy, ở dưới này nó tràn đây và nó vào phần ngăn bơm. Thì cái mình chia sẻ với các bạn là cái khúc chỗ này này, cái chỗ này là rất là quan trọng. Có rất là nhiều anh em đã hỏi mình ấy là cái hồ của em cần đầy lít nước thì cái bơm tính lưu lượng bơm như thế nào và dùng bơm bao nhiêu thì đủ.
Thì thưa các bạn, không, cái mục đích mà để tính bơm ấy nó không phải là ở cái thể tích nước ở đây đâu, mà bơm nó phụ thuộc vào cái thể tích của cái ngăn chứa nước mà cái bơm nó bơm vào các bạn ạ. Bởi vì các bạn biết hình dung này, cái này nó càng to thì nó chứa được nhiều nước, chứa được nhiều nước thì cái bơm này nó sẽ chứa, nó bơm bơm được nhiều. Đấy, thì là sẽ dùng được cái bơm lớn. Đấy, còn cái này, cái ống ngăn này, ngăn túi lọc ấy mà càng nhỏ thì các bạn phải dùng cái bơm nhỏ, bởi vì các bạn dùng bơm lớn thì bơm vào đây nó tràn hết ra đâu. Đấy, thì cái tác dụng cái mà để mà tính bơm là bơm bao nhiêu thì các bạn phải phụ thuộc vào cái ngăn chứa lọc của các bạn nhé. Đấy, và ở đây ấy mà là khi mà mình dùng bơm ấy, mình có thể điều chỉnh được, điều chỉnh như thế nào thì mình nói sơ qua để các bạn hình dung. Ví dụ như giả sử như trường hợp của mình, đây là cái ngăn bơm đi, thì cái bơm này nó quá mạnh đi, nó bơm mà nước nó rút đi rất là nhanh ở trong ngăn bơm này. Đấy, thì nước ở đây nó chảy không kịp, tức là nước ở hồ nhá, nó đi qua gầm và nó lên đây, nó chảy không kịp đi. Đấy, mặc dù nó rất là mạnh, nó xì rất là mạnh nhưng mà nó chảy không kịp. Đấy, thì tức là lưu lượng nước chảy vào từ đây vào không kịp mà cái lượng bơm nó lại quá lớn, thì các bạn chỉ cần bơm cái nước ở bên này cho nó dâng lên, tức là thêm nước vào để nó dâng lên, thì cái mực nước ở bên này này nó tràn qua đây. Các bạn dâng càng cao thì nước ở đây tràn càng lớn. Đấy, thì tùy vào cái bơm của bạn là bao nhiêu thì các bạn chỉnh cái lượng nước ở trong này. Ví dụ như là bơm của bạn quá mạnh thì các bạn bơm phải nâng cái nước lên 1 hay 2 phân. Đấy, thì thường thường ấy là nước của mình chỉ đến mép của cái mép dưới của cái vách này này. Đây là các bạn này, nước của mình ấy chủ yếu là mình để ở tầm ngang đây thôi. Đấy, thì giả sử như là cái bơm này nó mạnh quá mà cái nước mà nó chảy gầm đây nó không đủ để đưa vào cái ngăn bơm, thì mình sẽ dâng lên đây 2 phân nữa, thì tức là nước ở chỗ này này mình dâng lên đây 2 phân thì mực nước nó tầm cỡ khoảng như thế này. Đó, thì vừa kết hợp chảy tràn, vừa kết hợp mà chảy hút đáy, thì bạn sẽ chỉnh được cái bơm của bạn. Đó, nên là các bạn cứ mua bơm về đi rồi các bạn có hướng chỉnh, thì đây là cái hồ mà mình thiết kế để điều chỉnh được tất cả, mình dùng tất cả các loại bơm mà có thể điều chỉnh được. Nhưng mà tất cả các loại bơm mà phù hợp với cái hồ này thôi nhá các bạn, chứ không phải là dùng một cái quá bơm một cái ao to mà dùng cho cái hồ này thì không được đâu.
Rồi đây là anh khách, anh sợ hồ mình bắn chưa kỹ nó bung. Anh ngồi anh bắn lại. Cầm súng rất là chuyên nghiệp luôn anh em. Vuốt cái đường keo là bằng kiến chạy luôn. Hao keo ông nội ơi, hao keo. Trời ơi. Đi đường mỏng xíu à. Chai keo bữa nay 50 ngàn đang dịch Covid nữa. Anh đi cái đường này có anh không cần vuốt. Không cần vuốt bài rồi, rất là mỏng. Đó. Cực kỳ đẹp. Rồi ok luôn. Xin mời anh ra ngoài, anh ngồi hồi bẫy cái hồ tôi bây giờ nè. Anh chưa chịu nó kìa. Đó, có anh bắn à. Thấy không? Cầm cái súng nó rồi. Nó mỏng như này mà. Ok, thưa các bạn, cái hồ của mình hiện tại đến bây giờ thì chính thức là đã thi công xong 100%. Đấy, thì tiến độ của cái hồ này là 2 đêm. 2 đêm là từ 7 giờ tối cho đến 12 giờ đêm. Và một ngày, tức là nguyên một ngày từ 8 giờ sáng cho đến 7 giờ tối. Đấy, thì tức là 2 đêm một ngày thì cái hồ này đã hoàn thành. Thì clip còn hơi dài nên là mình đã quay chi tiết từng khúc một để cho các bạn dễ theo dõi. Bởi vì cái hồ trước của mình ấy, hồ 22 là mình tự làm và mình tự quay nên là nó một số công đoạn đã bị tóm tắt lại. Cái ý tưởng của mình đã mang ra đây và đã được em nó dựng lên. Đấy, thì trong cái quá trình mà dựng ấy thì nó sẽ có một số những cái trong quá trình thi công ấy thì nó sẽ có một số cái những cái phát sinh ra nên là cái sản phẩm nó sẽ khác với một số những cái mà trong cái bản thiết kế của mình đã cho các bạn xem ở trong clip trước. Đấy, thì nó khác như thế nào thì mình bây giờ mình sẽ quay tổng quan cái review cho các bạn xem cái hồ của mình như thế nào và mình sẽ giới thiệu cho các bạn là cái nó khác, có một số cái điểm gì khác so với cái thiết kế ban đầu. Chứ đôi lúc các bạn không hiểu thì các bạn lại xem các bản thiết kế của mình xong các bạn lại nói là một số cái nó không đúng với thiết kế thì mình giải thích luôn là vì sao mà nó lại thay đổi thì là cho các bạn dễ hình dung nhé. Cái trước tiên ấy là trong cái bản thiết kế của mình ấy, cái điều thay đổi thứ nhất đó là cái mình thiết kế là cái đáy này là 12 ly. Đó, thì bây giờ thực tế đây thì là đang là 2 tấm 10 ly cường lực. Đó. Trong bản thiết kế thì là 1 tấm 12 ly cường lực. Còn bây giờ là thực tế là 2 tấm 10 ly cường lực. Rồi, còn cái mặt thành này ấy thì là trong bản thiết kế của mình là 4 cái thành xung quanh là kính 10 ly full cường lực hết. Thì trong quá trình thi công ấy thì có sự thay đổi lên là ba cái tấm này, tấm này là 1, tấm này là 2 và tấm đầu kia là kính 10 ly cường lực. Còn cái tấm này là kính 10 ly kính thường. Đó. Rồi ok, cái đấy có hai cái sự thay đổi. Cái thay đổi thứ ba nữa là cái đáy còn này của mình ấy là trong cái bản thiết kế của mình ấy thì là mình bả keo đen full đáy luôn. Nhưng mà trong quá trình thực tế thi công ấy thì đã thay đổi là dán tranh caro đen trắng. Đó. Đấy là ba sự thay đổi. Còn cái gì thay đổi nữa nhỉ? À, cái thay đổi thứ tư đó là cái trong cái không gian cái hộp lọc này thì trong cái quá trình không gian nó chật hẹp như này ấy, thì công rất là khó và cái chiều sâu này nó rất là sâu đấy mà cái khoảng không của mình chỗ này cực kỳ khó luôn, chật hẹp cực kỳ luôn nên là cái khoảng cách mà giữa các ngăn ấy nó sẽ bị co lại, nó đẩy từ bên này sang bên kia nên là nó sẽ bị thay đổi một số chút. Ví dụ như chiều rộng của cái chỗ này là trong thiết kế là 17 phân nhưng bây giờ nó chỉ còn 16 thôi, ngược lại thì bên ngăn này ngày trong mình thiết kế là 20 phân nhưng mà bây giờ nó sẽ lên là 22 rồi. Nói chung là không gian của mỗi ngăn này nó sẽ được thay đổi so với thiết kế ban đầu nha các bạn. Nó chỉ qua đẩy lại giữa các ngăn thôi. Đó. Đó là mấy cái điểm thay đổi thôi. À đây, còn thay đổi tiếp theo đó là trong cái bản thiết kế của mình ấy thì là hai cái rằng này là 7 phân. Chiều rộng này 7 phân. Chiều này cũng là 7 phân nhưng mà bây giờ một số cái thay đổi thì là tấm này là 8 phân rưỡi và tấm này là 6 phân. Và tấm này thì mình cắt đến đây thôi. Mình chỉ cắt đến đây thôi chứ nó không chạy đến đây. Còn tấm này thì chạy full từ kia đến đây luôn. Đó. Ok, mình sẽ cho các bạn xem lại một cái tổng quan cái hồ của mình nhá. Đây là cái hộp lọc này. Thì đây là cái ngăn bơm. Ngăn bơm này. Rồi đây là ngăn chứa túi lọc này. Bơm nước bơm lên đây. Nước chảy xuống dưới gầm. Chảy sang đây. Và từ đây nó sẽ tràn lên đây. Tràn sang bên ngăn này. Ngăn này nó sẽ chui xuống đáy, nó tràn sang ngăn này. Và ngăn này nó chảy vào đây. Đấy, nó ra bể. Thì mai mốt mình sẽ làm một cái clip nói về cái hệ lọc này.
riêng và cái cách chọn bơm. Và đây là tổng thể của mình, thì đây là có hai thanh giằng dọc này, và đây là có ba thanh giằng ngang, một thanh giằng ngang, hai thanh giằng ngang, ba thanh giằng ngang. Thì trong thiết kế của mình là bốn thanh giằng ngang, nó gồm có, và đây mình có trong bản thiết kế của mình ấy, có bốn thanh giằng ngang. Thì đây thưa các bạn, đây là một thanh giằng, mình muốn dùng cái thanh giằng này để làm thanh giằng di động các bạn ạ. Đây có ba thanh giằng cố định nhá, đây là một này, đây là hai, đây là ba, và đây là cái thanh giằng cố định di động để mai mốt ví dụ như là mình muốn đặt chỗ này, hoặc là mình muốn đặt chỗ này để mai mốt ví dụ như đặt cái gì lên trên này ấy, thì mình di động giữa thằng này sang đây hoặc là sang đây. Còn cái không gian này rộng để mình thả cá trong đây, bởi vì mình có cái hồ này ấy, mình có khả năng là mình sẽ chia đôi cái vách này ra, mình sẽ ngăn làm hai phần, thì nên là có một cái tấm ở giữa đây, tấm ngăn, nên là cái khoảng cách mà ngăn nó sẽ ở vị trí này, và bên này là thả một con cá và bên này là thả một con cá. Đấy, thì trải qua cái một quá trình thời gian thì như mình đã trình bày ở clip trước ấy, là cái nhà của mình rất là chật, không thể làm động thi công được ở nhà, nên là mình đã mang bản thiết kế ra đây. Và đây là anh em mình nó sẽ đam rồi, đã thi công xong cái hồ này. Thì với sự kết hợp của hai anh em thì hồ này đã thực sự là đã xong 100%, nên là mình cảm thấy rất là ok, rất là tâm đắc với những cái sản phẩm của mình đã tạo ra và nó hoạt động như thế nào ấy. Mai mốt cho các bạn xem. Ok, cảm ơn sự hợp tác.